Lê Văn Luyện, cô học trong vụ cướp tiệm vàng ở Bắc Giang, đã hẳn nhiên không nghe tay gây ra những tội ác mê rợ. Sau hai vụ kinh thiên động địa ấy, bây giờ còn bao nhiêu Nguyễn Đức Nghĩa và Lê Văn Luyện cũng xuất hiện nhan nhản trên khắp cả nước. Chỉ vì ham tiền mà nhiều thanh niên đã sa vào những băng đảng đông thê nhắm muốn, sẵn sàng giết người không chớp mắt. Chỉ vì hám danh, hám chức mà nhiều người sẵn sàng còng lưng uống gối, suốt ngày dạ dạ vân vân. Bởi có những người sẵn sàng dùng tiền bạc, vật chất để lôi kéo người khác về phía mình, phục tùng theo những mong muốn cá nhân, để rồi đôi khi lại là vô tình, vô trách nhiệm, vô cảm bàng quan, không quan tâm chú ý đến cái sai, cũng chẳng ủng hộ bảo vệ cái đúng. Điều này vô tình đã làm thực dụng xâm hại đến đời sống của ta. Giống như bên trong tiểu phẩm, cậu là một học sinh giàu có, sẵn sàng vung tiền mua chuột bạn để chép bài, chỉ để trở thành người thắng cuộc trong cuộc đua giành giật điểm số mà đa phần học sinh hiện nay đều hướng tới. Hay nam, cậu học trò nghèo, khó cưỡng lại sức hút của những đồng tiền phù phiếm, đã bán rẻ công sức học tập của mình, đưa bài cho bên chép. Những tình trạng trên chính là hồi chuông báo động cho chúng ta. Đừng mặc kệ những thói nhỏ nhen, tầm thường để hưởng thụ, thỏa mãn nhu cầu cá nhân, vì chúng chính là những sát thủ xấu mặt khiến cho căn bệnh thực dụng ngày càng phát tán mạnh mẽ, lây lan nhanh chóng và chiếm chỗ trong hầu hết lối suy nghĩ và nhận thức của thanh niên hiện nay. Để hiểu rõ thêm về lối sống thực dụng, xin mời quý thầy cô và các bạn hãy cùng đón xem tiểu phẩm nhỏ của nhóm chúng em. Rồi, nên cái mẹ đó là của em, trái đó coi.
mà tiền nó cho tao rồi mà. Tiền tao cho mày, tao đòi làm gì? Nhưng tao cũng vừa mới mất 500 ngàn. Tiền mày cho tao cũng mất rồi. Hàng còn chữ tiền đó có hàng đâu. Thằng Phúc thưa thầy, hồi sáng nó nghe em nói là mất 500 ngàn. Phúc mà hãy làm chứng cho tao, lúc nãy tao mất tiền đứng kế bên tao mà. Phúc, em nói đây, tiền này của ai? Dạ, thưa thầy, tiền này của bằng Minh. Thấy chưa, tao nói là tiền của tao mất mà. Dạ, nhưng bạn Minh có đưa tiền cho bạn Nam. Thầy điên hả? Tôi nói thầy biết sao? Tôi đưa chứ có là nào? Nào đã, mày Phúc nói tới. Dạ, thưa thầy, chuyện như là bạn Minh có đưa tiền cho bạn Nam 500 ngàn để chép bài của bạn ấy. Nhưng như trường hợp sáng nay bạn Minh bị mất tiền và bạn Nam cũng vậy. Minh! Nó sai của bạn hả? Mà Phúc, tại sao biết mà không nói sớm đi thầy? Dạ, tại em sợ khi nói ra sẽ bị bạn Minh đánh. Hiểu rồi, cả em đều có lỗi. Minh! Sốc quá thật dụng, học kia điểm số mà con buông tiền của mình để giúp bài bạn. Nam, em bị đồng tiền, em rẻ công sức lao động của mình. Em không thấy xấu hổ là mẹ làm sao? Phúc nữa, em bị sợ em đánh mà không dám nói ra cho thầy. Thì em cũng như này thằng kia thôi. Thầy có vời phụ huynh của cả ba em. Hỏi em về biết cho thầy rồi em kiếm điểm. Hỏi mẹ học về học tiếp đi. Dạ. Thật vậy, lối sống thực dụng chính là nỗi ám ảnh của cuộc sống hiện nay. Vậy lối sống thực dụng là gì? Đó là lối sống coi trọng giá trị vật chất và xem rẻ yếu tố tinh thần khác, chạy theo những nhu cầu trước mắt để ưu tiên thỏa mãn nhu cầu của bản thân mà quên đi những người xung quanh. Lối sống thực dụng chính là lối sống vật chất, lối sống ích kỷ, hủy hoại những cơ sở chuẩn mực đạo đức tốt đẹp trong xã hội. Có nhiều cách để lý giải về những suy nghĩ sai lầm này, phần lớn chủ yếu là do những suy nghĩ và môi trường mà thanh niên sống, học tập và làm việc. Những suy nghĩ và nhận thức sai lệch về giá trị bản thân, vật chất hóa trong lối cư xử và đã vô tình hình thành nên lối sống thực dụng. Ai cũng biết gia đình là một phần tử trong xã hội. Gia đình tốt đẹp thì xã hội mới tốt đẹp. Nhưng gia đình trong xã hội hiện nay lại có những lỗ hổng vô cùng to lớn. Ai cũng, người nào sống biết người đó, cha có việc cha, mẹ có việc mẹ, ai cũng phải vật lộn với cuộc sống, với đồng tiền. Vậy nên không ai quan tâm đối với con cái. Sau giờ làm, cha bận tiếp khách ở quán nhậu, mẹ bận việc nhà. Không ai dành thời gian nhiều cho con cái và chỉ biết vun tiền cho con cái học tập, học chính khóa, học thêm, học bơi, học võ. Và thay vì khuyên bảo dạy cho con những kỹ năng nghề cần thiết thì cha mẹ lại chỉ biết trách móc. Chính những điều ấy đã vô tình đẩy những đứa con đi vào con đường lầm lỗi. Hơn nữa, môi trường giáo dục trong nhà trường chưa giáo dục sâu sắc về kỹ năng sống, cách suy nghĩ nhiều chiều về lối sống tích cực mà chỉ đề cao việc nhồi nhét kiến thức, đề cao việc đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu nhân lực của nền kinh tế. Thậm chí một số trường còn mắc phải căn bệnh thành tích, chỉ quan tâm đến kết quả mà làm đủ mọi cách để đạt kết quả cao, lọt top đầu mà quên mất chất lượng của học sinh đã đào tạo. Như câu chuyện ở một học sinh lớp 6 không biết đọc, biết viết, bị trả về học lại lớp 1 ở Sóc Trăng đã từng làm xôn xao dư luận trong một thời gian dài. Tất cả các tác nhân trên đã tác động tới lối sống của thanh niên và biến thành lối sống vật chất, thỏa mãn nhu cầu bản thân. Lối sống thực dụng là hoàn toàn sai trái sao? Chắc hẳn hầu hết mọi người đều cho rằng lối sống thực dụng là hoàn toàn có hại. Tuy nhiên, lối sống thực dụng cũng có một phần cần thiết khi trong xã hội ngày nay chúng ta đặt lợi ích của bản thân lên trên. Việc sống thực dụng giúp chúng ta bảo vệ được quyền lợi của bản thân, đáp ứng các nhu cầu cần thiết mà mình mong muốn. Nhưng nếu quá coi trọng bản thân, nó sẽ trở thành lối sống sai trái. Ở góc nhìn tiêu cực, thực dụng khơi dậy trong lòng con người những ham muốn bản năng, hành động thiếu suy nghĩ, chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt, đặc biệt